Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và dân chủ hóa đời sống xã hội. Công tác cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ nét, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của cá nhân tổ chức trong giao dịch hành chính ngày càng được nâng cao. Sau khi chia tách, công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc giao dịch hành chính chủ yếu bằng giấy tờ. Một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, trễ hẹn, người dân phải đi tới lui nhiều lần. Với sự quyết tâm cao và nỗ lực của các ngành các cấp, công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ dần được cải thiện và gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. Có thể kể đến như triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tổ chức khảo sát và công bố chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công, triển khai mô hình chính quyền cấp huyện gặp gỡ và đối thoại với người dân, doanh nghiệp, mô hình đội tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục tại bộ phận một cửa, thực hiện liên thông 3-1 trong cấp đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Đăng ký trực tuyến là nó sẽ tiện lợi hơn nhiều. Do là lúc đầu mình chưa biết thì khi đến đây thì nhờ các bạn hướng dẫn lần đầu. Nhưng nếu lần sau làm thì mình có thể ở nhà mình làm thao tác hết toàn bộ trên máy. Với điều kiện là mình phải có cái tài khoản dịch vụ công rồi, mình có tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến ngân hàng luôn. Thì nó tiện lợi cái mình khỏi phải đi đến nơi, ở nhà mình vẫn làm được. Như trước đây thì về cái thời gian cũng như là về cái giải quyết thủ tục hành chính thì nó chưa có đi vào cái quy trình cụ thể như bây giờ. Còn hiện nay việc giải quyết thủ tục hành chính thì thực hiện theo các quyết định của Ủy ban thành phố, theo cái quy trình giải quyết hồ sơ, trong đó quy định rất là rõ về thành phần hồ sơ, rồi về thời gian giải quyết, rồi về lệ phí như thế nào. Và từ những cái quy định chặt chẽ đó thì người dân là coi như được đáp ứng, là được hài lòng. Hiện đại hóa hành chính là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cải cách hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý của các cơ quan tổ chức của thành phố đã góp phần tạo sự minh bạch thông suốt của cơ quan hành chính nhà nước, tạo thuận lợi để triển khai thực hiện chính phủ điện tử trong thời gian tới. Cổng dịch vụ công thành phố Cần Thơ và hệ thống thông tin một cửa điện tử được nâng cấp, hợp nhất thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ dịchvucong.canthoe.gov.vn. Đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định và đã chuyển đổi sang IPv6, đồng bộ cho tất cả các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ thành phố đến cấp huyện, cấp xã và đã triển khai trợ lý ảo trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Năm 2023 là năm thứ 3 Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, thành phố Cần Thơ xếp hạng 5 trong số 63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2021, xếp hạng 15. Trong đó, trụ cột là chính quyền số xếp hạng 5, tăng 16 bậc so với năm 2021. Những nỗ lực này đã góp phần giúp cho công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ có những khởi sắc rõ nét, từng bước tạo sự hài lòng trong tổ chức và cá nhân. Cán bộ công chức chúng ta đã được đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu các văn bản cũng như theo quy định của quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ đó, thì cán bộ công chức chúng ta có nâng lên rất nhiều. Và khi tiếp nhận hồ sơ, nói chuyện với người dân rất là vui vẻ và cũng lắng nghe ý kiến người dân để làm sao là và hướng dẫn người dân được tận tình hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền, tham mưu là xây dựng kế hoạch thi ứng dụng nghệ thông tin cho năm 2024 thì có thể là nâng thêm cái đối tượng là cho giám đốc, phó giám đốc của sở ngành, rồi chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban nhân dân các quận huyện và chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng dân của cấp xã. Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thước đo của sự hài lòng, công tác cải cách hành chính đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật của thành phố Cần Thơ trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.
tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự năng động của cấp ủy chính quyền, lòng nhiệt huyết sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, kết hợp với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, sẽ thúc đẩy cải cách hành chính thành phố phát triển hơn nữa về mọi mặt, góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.